Sáng nay thì mình vừa mới hỗ trợ một bạn rep đào pi của mình. Thì bạn này thì KIC rồi, nhưng mà tuy nhiên thì sau khi mà mình hỗ trợ thì check lại cái mục xác minh danh tính KYC KIC này ấy, thì nó vẫn cứ quay tròn như thế này. Và check chỉ trong mục danh mục mainnet. Đây, danh mục mainnet. Thì có thể thấy được bạn ấy đã có 58 pi có thể di chuyển được về ví. Và đây mình cũng vừa mới tạo ví thôi, nhưng mà tuy nhiên thì mới tạo ví thì các bạn chưa thể chuyển pi sang từ app đào về ví ngay được, mà nó yêu cầu các bạn cần phải chờ 24 tiếng trước khi có thể ký xác nhận. Có nghĩa cái này phải là sau khi xác nhận ví thì cần phải chờ 24 tiếng để có thể ký được có thể ký cái 24 từ khóa mật khẩu để chuyển pi về cái ví mà mình vừa mới tạo. Thì cái này thì dĩ nhiên là chắc chắn là sẽ phải chờ thôi, chứ còn cũng không thể làm cách nào khác để có thể nhanh hơn được. Và ở phần này thì chỉ lưu ý các bạn một điều là các bạn đào được bao nhiêu pi thì hãy nhanh nhanh chóng chóng KIC để làm gì, để giữ cái số lượng pi mà các bạn tích lũy được. Còn lúc nào các bạn chuyển về thì đấy là việc của các bạn. Lúc nào các bạn cần thấy tiêu pi thì lúc ấy mới cần thực hiện cái thao tác chuyển pi về ví các bạn nhé.